Và sau đây là nhận xét của tiến sĩ Mạc Văn Trang đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 15 tháng 3 về việc các quan chức giáo dục Cộng sản Việt Nam tại Hải Phòng ban hành công văn với tựa đề định hướng tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga-Ukraine. Mời quý vị cùng chia sẻ. Định hướng giáo dục sai lầm. Không thấy các báo trong nước đưa tin, nhưng nhờ đài AFI nên biết có chỉ thị định hướng giáo dục như sau. Ngày 7 tháng 3 năm 2022, cơ quan quản lý ngành giáo dục của thành phố Hải Phòng ban hành công văn với tựa đề định hướng tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội về tình hình Nga-Ukraine. Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương này còn yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo nếu phát hiện các trường hợp vi phạm. Phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng để xác minh về công văn trên và được ông Trần Tiến Trinh, chính văn phòng cơ quan này xác nhận. Ông này cho hay rằng có sở có ban ngành theo đường hướng dẫn của cấp trên thôi. Khi triển khai về các sở, ban ngành đều có một công văn như thế. Theo hướng dẫn của công văn này thì tốt nhất là giáo viên lờ đi, coi như không biết có chiến tranh ở Ukraine. Hay là có nói thì Việt Nam bỏ phiếu trắng là đúng, vì lũ do Ukraine và phương Tây là chính nên Nga phải đánh. Ta không ủng hộ bên nào cả. Bình luận khác đi là xuyên tạc, tuyên truyền, phản lại đường lối. Áp đặt cho giáo viên và học sinh chỉ được suy nghĩ như vậy, nói đúng như vậy, khác đi là sai, thậm chí là có tội, thì thực sự là phản giáo dục, phản tiến bộ văn minh. Ta hãy hình dung, nay mai, những học sinh này sang các nước văn minh du học. Các bạn hỏi về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine mà học sinh ta nói như định hướng, liệu có ai muốn kết bạn với không? Giáo dục học sinh phải định hướng vào những cái giá trị phổ quát của nhân loại, vì hướng các em tới những con người hành động tại địa phương nhưng biết suy nghĩ toàn cầu, biết trân trọng những giá trị phổ quát của nhân loại. Ít ra cần phải cho các em thấy chiến tranh là xấu, là tồi tệ, chúng ta ghét và lên án chiến tranh, yêu cầu dừng chiến tranh. Không thể để tội ác giết hại người dân, hủy hoại những làng mạc, thành phố, những ngôi nhà, trường học thân yêu, phá hủy môi trường sống. Hãy stop war. Tại sao những mâu thuẫn không thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình? Cũng như những học sinh, nếu có mâu thuẫn phải thương lượng và xử lý bằng nội quy, pháp luật chứ không được đánh nhau. Đánh nhau là sai. Giữa hai nước có mâu thuẫn phải thương lượng và giải quyết theo luật pháp quốc tế. Đánh nhau là sai. Ukraine là nước độc lập, có chủ quyền, thành viên Liên Hợp Quốc. Tại sao Nga lại đem quân tấn công? Với bất kỳ lý do gì, Nga sai về nguyên tắc, vi phạm luật pháp quốc tế và những giá trị phổ quát của nhân loại. Chúng ta phải ủng hộ giúp đỡ nhân dân Ukraine đang hoạn nạn, đau thương. Vì đó là lương tâm, là tình thương đồng loại. Việt Nam từng được khắp các nước giúp đỡ trong chiến tranh. Cả nhân loại tiến bộ đang được cố gắng cứu giúp nhân dân Ukraine. Vậy ta cũng làm gì để giúp các bạn chứ? Đảng và chính phủ có vấn đề của họ với Nga nên họ hành xử như vậy là việc của họ. Còn học sinh đang hình thành, phát triển thành những con người văn minh, biết tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt theo những giá trị tiến bộ để trở thành những con người trưởng thành có những phẩm chất nhân loại phổ quát. Sao lại hủy hoại suy nghĩ, tình cảm, lương tri của các em như vậy? Các vị cha mẹ làm hàng giả buôn bán của ăn cắp nhưng lại bắt các cháu phải câm mồm và nếu nói phải tuyên truyền đây là hàng xịn, hàng nhà làm chất lượng cao. Rồi con cái các vị sẽ ra sao?